một AC Ryan. Vâng, AC Min, và bên kia dường như là vâng IA Hitty. Vâng, một bài đấu mà ta đang là người vâng Min AC đối đầu với IA Hitty. Và trận đấu đánh giá bên kia là vâng có thể là đẹp hơn. Vâng, đẹp hơn một chút thôi, nhưng mà quan trọng vẫn phụ thuộc vào bài vở khá nhiều. Và khi bên kia và khi ta đánh giá trận đấu này xấu hơn chỉ là xấu hơn một cánh của kiếm thủ Min Wan. Và quay trở lại trận đấu này, và đây quay trở lại màn hình máy của kiếm thủ Hoàng Nhi khi bài đấu Min Wan. Và khi đây là bài đấu đánh chém. Vâng, bài hô đầu tiên bài hô khá tươi. Và để cho bài đấu khỏe đến từ kiếm thủ Min Wan và đánh kiểu chơi vâng vắt đều với hai nhà bây giờ, tôi nghĩ vẫn thoải mái chơi với bài đấu của kiếm thủ IA thôi. Vâng, rất nhiều bài đấu khi mà chúng ta chỉ là cầm Babylon và Katha. Vâng, với bài đấu đánh lạc đà ta là người vắt khá tươi. Vâng, đây trận đấu mà dường như là tìm bãi quả nằm khá xa dành cho kiếm thủ Tý với bài đấu của AC. Và nhìn qua trận đấu này thì thế bài AC của Tý không được đẹp. Vâng, thế bài thực sự không đẹp dành cho bài đấu AC Ryan. Và khi đây có một cánh rừng dừa nó quá mỏng manh, và đây là một thế bài mà game thủ vâng cầm cung ta không phải là một thế khung. Vâng, có lẽ cũng sẽ là bài đấu theo kiểu đánh bo nhỏ và tụ cung R cho Tý. Vâng, đôi voi tiền về sau quay trở lại với máy của game thủ Hoàng Mai Nhi. Vâng, nhìn về bài vở hai trận đấu này thì hai game thủ ta là bài đấu rất bình thường, và đều những bài đấu mà nông dân phải đi mất khá nhiều thời gian có thể đi lấy đồ ăn. Vâng, cánh bên này thì game thủ báo về dường như là Tý đối đầu với game thủ màu 5. Ở trận này Hoàng Nhi đánh với 24 dân. Homeless.
Okamura, Ibaratani, Okuma, Zokanta, Fury, Holmes, Isol, Okamura, Ibaratani, Isa, you're Isa. Holmes. Zokanta Alamaz. Alamaz. Ibaratani. Holmes. Ibaratani. Alamaz. Ibaratani. Alamaz. Holmes. Alamaz. Zokanta. Holmes. 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 Alamaz. Holmes. Alamaz. Alo, vâng, xin được chào đến bạn Hoàng Đỗ Quyên. Đối với câu hỏi của chị thì vâng, trong thời đại 44 trong giải Hà Nội Open tới thì tất cả vâng, các team thi đấu chuyên nghiệp thôi. Và tất cả những team thi đấu chuyên nghiệp của VE Việt sẽ góp mặt trong thời đại 44 random. Và còn thi đấu và các team thi đấu nghiệp dư thì có lẽ sẽ hẹn trong anh em giải vào miền Bắc. Vâng, còn hiện tại chúng ta quay trở lại với trận thi đấu này thôi. Và hiện tại thì Hoàng Nhi đang đối đầu với game thủ BB, ngoài đấu bên kia là Yamato. Và một trận đấu mà bên Minwan đánh 1L và 1BP. Và mặc dù thì đánh giá thì phù của game thủ Minwan đánh không được cao. Bên kia dưới BB đây, trận đấu đã đánh với hai nhà BL, kiểu tôi thấy đang khá đồng chém. Đang khá đồng chém rồi, tiếp tục xin một con chém nữa đến từ game thủ Ya. Đó, 29 tham lai cánh bên này. Bạn vẫn có tay. Đó, vẫn có tình huống có tay đi tách chém vào nhà game thủ Hoàng Mai Nhi. Ông Khoanh Dượng mà có lẽ thì này gỗ nhiều anh có cơ cấu Khoanh Dượng và chốt hai đầu BE không? Vâng, trở lại với cái này của tí. Đang cung RAC đang đối đầu với game thủ người cầm Hitty. Vâng, hiện tại đang là một tuần thị ảo đến từ game thủ tí, anh em có thể trên bản đồ con. Vâng, hai cung R được thả ngay vào khoanh gỗ của game thủ màu 5. Chúng tôi thấy là màu 5 là người nằm khá nhiều cung R rồi. Vâng, tuần này đội bạn đang nhỉnh hơn vài đơn vị quân. Vâng, đã là 5 nhà bia đến từ game thủ Hoàng đến từ tí rồi. Nhưng một thế trận ra đang tham lai bị đè.